Vâng, kênh Phong Lan Bonsai Net chào các bạn nhé. Hôm nay có thời gian rảnh rỗi thì tôi lại làm một cái chỉnh sửa một cái cây đã cắt phôi cho các bạn tham khảo, các bạn tập chơi. Đây là cái cây đây. Cây này nó có ba gốc. Đấy, những cây ba gốc này thì làm nó hơi rất chi là khó, nhưng nó không như các cây một gốc một thân. Đấy, cho nên là tôi sẽ làm cái video này để tạm thời hướng dẫn cho các bạn xem. Bây giờ tôi cắt cây này, tôi cắt cách đây nha. Từ tháng giêng tháng Tết đấy, bây giờ là cành nó lên rất chi là nhiều. Thường thường chơi vài năm thì người ta vẫn hay cắt giật đi để làm lại, và cái việc cắt giật đấy xong thì nó lại trau rất chi là nhiều mầm, cho nên là bây giờ chúng ta phải tiến hành chọn cành để gây cành, chứ không nhiều thế này thì không thể gây được, không ai người ta gây cành nhiều thế này cả. Đấy, nếu các bạn mới tập chơi mà không biết là rất khó là biết chọn cành nào để cành nào. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cụ thể. Và đồ dùng dụng cụ của chúng ta là gồm có kéo và keo và cuộn dây và kìm, và có thể là có cả đục, dùng đến đậu đục. Bởi vì sửa cây phôi này, khi cắt lên nó thành phôi chúng ta lại tiến hành phải sửa một số những cái chỗ vết cắt, xong là rồi thì bôi keo đấy, cho nên là nó cũng phải có một số cái dụng cụ. Nếu các bạn không có thì các bạn đi mượn, còn nếu không thì các bạn sắm được đủ thì nó tiện cho mình làm. Bây giờ tôi tiến hành làm cho các bạn xem nhé. Ở đây ví dụ như một cái cành sang bên này đây thì những cái cành, những cái mầm cho bên trên này chúng ta không nên để nữa, chúng ta sẽ cắt đi, cắt hết một mớ này đi. Tại sao lại cắt chỗ này? Bởi vì bên dưới này nó có một chỗ ra cành rồi, thì chúng ta sẽ lấy chọn một cái cành trong cái chỗ này. Đấy. Và chúng ta cắt những cái cành lung tung đi. Sau khi tỉa qua thì đây có cái chỗ cành này nó thừa thì tôi phải cắt ở bên đây để lấy mai nó thành cái sẹo ở đây, chứ không thể để một cái cành này cọc to thế này được. Đấy. Đấy, các bạn xem đây. Đây thì ngay dưới tay tôi là nó có cái chỗ nó ra mầm đây. Thì mình sẽ cắt cái vết cắt này nó đúng vào tầm đấy, chứ không không để thể để thừa ra thì nó thành cái cành cọc. Sau này mình sẽ chọn một trong những cái nhúm cành này để mình gây mình uốn. Cho nên là đây nha. Bên này. Đây là cái thân ở giữa nhá. Thì bên này tôi cũng để một cái cành nay mai để uốn ở cái tay này. Và trên này thì sau này sẽ lên ngọn ở đây. Lên ngọn ở đây thì mình sẽ tùy theo mình nắc ở trên này. Tạm thời là tôi đang để hai cái, sau này sẽ cắt đi một cái, chỉ để một cái thôi. Đấy, không ai làm hai ngọn cả. Cho nên là và bên này thì cũng thế. Tôi cũng cắt hết những cái mầm mà linh tinh rồi, chỉ còn những chỗ để gây này thì vẫn phải vài cái. Cây mà em nhổ đây này tới thì về đây, vào đây là tôi mới cắt sửa qua được thôi, chứ còn chưa thể uốn được vì tay nó còn rất nhỏ. Đây là một số cái đầu cành mà phải cắt đi, thì sau này chúng ta sẽ gây cái mầm này ra, chỉ chọn một cành để gây thôi. Đấy. Chứ các bạn là đừng có thấy nó bé mà các bạn chắp nó vào. Nhiều bạn mới tập chơi là có thể chắp nó vào cho nó nhanh to, nó rất chi là rối. Và sau này
cành nó to nó sẽ không khỏe, nhìn nó không khỏe cành. Tạm thời là tôi mới chọn và vẫn để được một số mầm, ví dụ như những cái mầm gốc này ở dưới dần sát dưới gốc này thì vẫn phải để một số cái để cho người ta gọi là để cho cây nó thở đấy, để cho nó vận chuyển dinh dưỡng lên, chứ không bây giờ mình cắt vãn đi thì dinh dưỡng nó không vận lên nữa thì tự nhiên cái cây nó như là cây ngủ ấy, mà gặp nắng là nó sẽ cháy. Để dinh dưỡng nó còn tuần hoàn trong thân cây ấy mà. Đấy, cho nên là các bạn phải để một số cây. Những cái này thì là cái này chỉ gây một thôi, nhưng mà chúng tôi vẫn phải để vài cái bởi vì mùa này đang chuẩn bị nắng rồi. Nên chỗ nào cũng phải để vài mầm. Sau này cái cành một này nó nhiều cành thì chúng ta sẽ cắt hết đi thì chỉ để một cành thôi để uốn thôi. Như hôm nay thì cây cành này vẫn nhỏ. Thì tôi chưa thể uốn được cho các bạn xem. Hẹn các bạn trong những video sau rồi tôi sẽ uốn cho các bạn xem để các bạn tham khảo cách vào dây, cách uốn. Đấy, cây này nó là một cái cây có ba cái thân này. Đấy. Để làm tán là cây ba thân này nó cũng rất là rắc rối một tí đối với những người tập chơi, còn thì các nghệ nhân thì không nói làm gì. Rồi kênh phong lan bonsai nét chào tạm biệt các bạn nhé, hẹn các bạn trong những video sau.